Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tọa đàm vấn đề quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Và đến với trường quay ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Ngô Minh Trí, thư ký tòa soạn kiêm phụ trách ban quốc tế của báo Thanh Niên. Vâng, rất vui được gặp lại ông trong buổi tọa đàm ngày hôm nay. Xin kính chào quý khán giả. Thưa vị khách mời, thưa quý vị khán giả, Trung Quốc gần đây là điểm đến của nhiều quan chức cấp cao trên thế giới. Có thể kể tới như chuyến thăm của Tổng thống Brazil Lula da Silva, hay trước đó là chuyến thăm của Chủ tịch Ủy ban châu Ursula von der Leyen cùng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Có những chuyến thăm làm đẹp lòng nước chủ nhà, nhưng cũng có những phát biểu khiến Bắc Kinh tỏ ra cứng rắn, đặc biệt sau lời kêu gọi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về quyền tự chủ chiến lược của châu Âu. Người ta đã chú ý nhiều hơn đến Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock, người thăm Trung Quốc chỉ vài ngày sau khi ông Macron rời Bắc Kinh. Những phát biểu của bà Baerbock đã truyền đi thông điệp gì và sự trái chiều giữa Pháp và Đức trong các tuyên bố tại Bắc Kinh đã nói lên điều gì? Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chuyên gia Minh Trí đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi này. Nhưng trước hết, xin mời ông cùng quý vị khán giả đến với những tuyên bố của chính khách Đức. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock khi ở thăm Trung Quốc đã hội đàm với Ngoại trưởng nước chủ nhà Tần Cương tại Bắc Kinh. Hai quan chức đã thảo luận về nhiều vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, trong đó có các vấn đề nổi cộm như tình hình eo biển Đài Loan và cuộc xung đột ở Ukraine. Bà Baerbock kêu gọi Trung Quốc gây ảnh hưởng lên Nga để chấm dứt xung đột ở Ukraine. Bà nói, Trung Quốc đã phát đi tín hiệu về một giải pháp hòa bình là tốt, nhưng tôi phải nói thẳng rằng tôi thắc mắc tại sao cho đến nay Trung Quốc không đưa vào sáng kiến đó lời kêu gọi Nga ngừng chiến dịch. Bắc Kinh, vốn tự coi mình là trung gian hòa giải trong cuộc xung đột, đã nhắc lại rằng họ sẽ không gửi vũ khí cho đồng minh Nga. Ông Tần Cương nói, liên quan đến việc xuất khẩu các sản phẩm quân sự, Trung Quốc áp dụng thái độ thận trọng và có trách nhiệm. Trung Quốc sẽ không cung cấp vũ khí cho các bên liên quan trong cuộc xung đột, đồng thời sẽ quản lý và kiểm soát việc xuất khẩu các mặt hàng dùng cho mục đích lợi dân sự và quân sự theo luật pháp. Một vấn đề quan trọng khác được ra thảo luận là căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan vài ngày sau khi Bắc Kinh tổ chức các cuộc tập trận xung quanh hòn đảo. Bà Baerbock tuyên bố sự leo thang eo biển Đài Loan sẽ là một kịch bản kinh hoàng đối với toàn thế giới. Bà Baerbock nêu rõ, sự leo thang quân sự eo biển Đài Loan, nơi 50% thương mại thế giới chạy qua mỗi ngày, sẽ là một kịch bản kinh hoàng cho toàn thế giới. Làn sóng khủng hoảng kinh tế thế giới như vậy cũng sẽ tấn công Trung Quốc và Đức với tư cách là những quốc gia thương mại đặc biệt. Tuyên bố của bà Baerbock được cho là nhằm đáp lại việc Trung Quốc nói rằng họ không cho phép bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài vào vấn đề Đài Loan. Sau đó, trong cuộc gặp với chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị, bà Baerbock tiếp tục nói rằng Trung Quốc với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Đức với tư cách là một cường quốc châu Âu, điều rất quan trọng đối với hai bên là tăng cường đối thoại và liên lạc. Bà nói thêm, Đức và Trung Quốc có nhiều lợi ích chung và Đức sẵn sàng tăng cường tương tác và trao đổi với Trung Quốc. Vâng, thưa chuyên gia Minh Trí, giới chức Đức và Trung Quốc đều đã đưa ra thông điệp. Cụ thể hơn thì thông điệp mà Ngoại trưởng Đức muốn phát đi là gì thưa ông? Ở đây thì thực tế chúng ta phải nói rằng là trong những năm qua thì nhiều nước châu Âu, đặc biệt là Đức, thể hiện một cái sự tiếp cận với Trung Quốc một cách thẳng thắn hơn, cứng rắn hơn. Bất chấp rằng cái việc là Trung Quốc là một cái đối tác thương mại lớn của châu Âu, thật ra trong suốt nhiều năm thì châu Âu cũng cố gắng luôn luôn cố gắng gọi là giữ hòa khí một phần nào đó, tức là hạn chế những cái xung đột, những cái căng thẳng với Trung Quốc. Xung đột ở đây là xung đột về thương mại, xung đột về ngoại giao, chứ không là xung đột quân sự. Nhưng những năm gần đây bắt đầu châu Âu thể hiện một cái thái độ nó cứng rắn hơn, nó rõ ràng hơn, nó có một cái sự cân bằng giữa chính trị và thương mại kinh tế hơn. Nó không phải là một cái thương mại kinh tế đơn thuần lúc trước. Ví dụ như chúng ta thấy là trong tân thủ tướng Đức sau khi lên, ông Olaf Scholz sau khi lên, thì nếu như theo như những người tiền nhiệm thì hầu hết sẽ đi thăm Trung Quốc là cái đối tác thương mại lớn nhất của châu Âu, tại châu Á đầu tiên. Nhưng mà trong cái lần năm vừa rồi thì ông đã quyết định điểm đến là Nhật Bản. Đó là một sự thay đổi rất lớn và đó cũng là thể hiện một cái thái độ. Và châu Âu cũng đã đưa ra cái gọi là cái chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Mà trong đó đã cũng đề cập tới một cái sự cạnh tranh rõ ràng hơn với Trung Quốc. Tại vì thật ra nếu chúng ta nhìn thấy thì cái sự cạnh tranh của Trung Quốc
của châu Âu còn đang tồn tại ở cả khu vực châu Phi, chứ không phải chỉ là ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Châu Âu, EU đã đưa ra hẳn một cái chương trình về hỗ trợ các cái xây dựng hạ tầng ở các nơi, và đó cũng là một cái câu chuyện về cái cuộc cạnh tranh với là cái sáng kiến một vành đai một con đường của Trung Quốc. Rồi trong đó, trong số đó thì Đức thời gian qua đã có những cái hành động một cách rõ ràng hơn để tăng cường, thể hiện cái sự tăng cường cũng như thể hiện cái việc nỗ lực duy trì cái lợi ích ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Như là sau rất nhiều năm thì họ đưa tàu chiến quay trở lại khu vực. Chính vì vậy, những cái việc mà Ngoại trưởng Đức phát biểu lần này, cụ thể là những cái phát biểu về đề nghị Trung Quốc phải có một cái trách nhiệm lớn hơn đóng góp vào cái vấn đề đảm bảo được cái giải pháp cho Ukraine bằng cách tác động lên Nga, cũng như đề nghị Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc phải giữ ổn định tới tình hình eo biển Đài Loan. Thì tất cả những cái thông điệp này nó đều gửi đến khá rõ ràng cho Trung Quốc vào những vấn đề cụ thể, ở những trường hợp cụ thể. Thì cái đây nó là một cái thể hiện, một cái minh chứng cho cái sự gọi là duy trì cái quan điểm đó của Đức cũng như một số nước châu Âu trong cái vấn đề liên quan tới Trung Quốc. Ngoại trưởng Trung Quốc nói rằng Trung Quốc sẽ không cung cấp vũ khí cho các bên liên quan trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Biên tập viên kênh DW đặt câu hỏi: Ukraine và các đồng minh của họ có nên an tâm về điều đó không? Ông Minh Chí sẽ trả lời như thế nào nếu nhận được câu hỏi này? Coi như từ cách đây mấy tháng thì Mỹ lên tiếng cáo buộc rằng Trung Quốc sẽ cung cấp và xem xét việc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga. Thì Mỹ có một cái sự lên án rất mạnh mẽ, và trong những lần như vậy hầu hết Trung Quốc đều đưa ra những cái thông điệp phản ứng lạ, mà cái thông điệp đó nó không phải là sự bác bỏ hay thừa nhận cái cáo buộc từ phía Mỹ. Hầu hết Trung Quốc nói rằng là Mỹ vốn là một bên đang cung cấp vũ khí cho một bên trong cái chiến sự Ukraine, thì đừng lên tiếng dạy đời hay là dạy dỗ người khác phải làm như thế nào. Đây có lẽ là lần hiếm hoa mà Trung Quốc đưa ra một tuyên bố là sẽ không cung cấp vũ khí sát thương cho Nga. Thì về mặt lý thuyết, đó có thể là một cái cách để Trung Quốc trấn an với thế giới và một số bên ở phương Tây rằng là sẽ không can dự sâu đến cái cuộc chiến ở Ukraine tới mức đó. Bởi vì lâu nay thì người ta lo ngại rằng khi mà Trung Quốc đưa vũ khí cho Nga trong cái chiến sự Ukraine thì sẽ dẫn tới Ukraine sẽ trở thành một cái cuộc chiến mà nó mang tính chất là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm với rất nhiều bên tham gia. Thì như vậy về những cái rủi ro nó có thể bùng phát, những cái rủi ro nó có thể xảy đến nó cực kỳ lớn. Thì ở đây khi cái lần này thì Trung Quốc có vẻ như đã đưa ra một cái thông điệp để trấn an các bên, nhưng về phía cụ thể hơn trong đó thì có thể là về phía Ukraine hay một số nước thì chưa hẳn cái thông điệp này đã đủ để trấn an. Vì cái vấn đề của Trung Quốc và Nga Ukraine không phải vấn đề là vũ khí không, mà dù sao là thời gian qua Trung Quốc đang là một cái bệ đỡ về kinh tế cho Nga. Thì đó là một cái vấn đề, nếu còn tiếp tục duy trì thì có thể vẫn Nga vẫn giữ được một cái số cái vị thế nhất định, vì họ cũng giải quyết được phần nào những cái khó khăn kinh tế, bất chấp cái việc là bị châu Âu, bị phương Tây đưa ra những cái lệnh trừng phạt rất là nặng nề. Thì có lẽ là cái lời đưa ra, cái lời phát biểu của Bắc Kinh về cái việc là không cung cấp vũ khí, nó chỉ giúp cho giảm đi phần nào những cái lo ngại về rủi ro, chứ nó chưa đủ để thực sự gọi là giải quyết hết cái vướng mắc của các bên. Vâng, thưa Minh Chí, dựa trên tuyên bố của họ thì quan điểm của các ngoại trưởng Đức và Trung Quốc khác nhau như thế nào về vấn đề Đài Loan và Ukraine? Về vấn đề Ukraine thì thật ra thì ở đây là Trung Quốc thì vẫn là cái bên đã đưa ra cái giải pháp 12 điểm cho cái vấn đề Ukraine. Nhưng cái chính đó, một trong những cái người ta đang thắc mắc về cái giải pháp đó là cái áp lực của Trung Quốc dành cho Nga như thế nào, có đủ lớn hay không để giải quyết chuyện đó, để có thể thực sự ngồi vào bàn đàm phán. Và những cái định nghĩa trong 12 điểm đó nó như thế nào? Thì ở đây rõ ràng là châu Âu, cụ thể hơn trong trường hợp này là Đức, muốn Trung Quốc thể hiện một cái thái độ rõ ràng hơn cho cái vấn đề đó.
Còn vấn đề Đài Loan thì họ vẫn lặp lại rằng, phía Đức vẫn lặp lại rằng cái sự bất ổn ở eo biển Đài Loan nếu bùng nổ một cuộc chiến đó sẽ là một cái điều rất kinh khủng và ảnh hưởng rất lớn đối với thế giới chung, không phải chỉ riêng gì khu vực. Nhưng mà Trung Quốc thì ngược lại, họ gần như riêng về vấn đề Ukraine thì có cái gì đó nó hơi vẫn là cái cách nói chuyện nước đôi. Họ vẫn không thể hiện được rằng sẽ đưa ra một cái những cái động thái, những cái biện pháp nào cụ thể để có thể thực thi được những cái giải pháp hòa đàm cho Ukraine, những cái giải pháp chính trị hòa bình cho Ukraine. Nhưng mà còn về vấn đề Đài Loan thì rõ ràng cũng không hoàn toàn bất ngờ là Trung Quốc không hề gọi là nhún nhường hay xuống nước về cái việc là cái quan điểm của họ đối với vấn đề Đài Loan. Họ vẫn nói rất rõ ràng cái đó là điều việc mà thống nhất Đài Loan là việc không thể tránh khỏi. Vì Trung Quốc vẫn khẳng định đó là cái một phần lãnh thổ của mình. Và đó là một phần. Thì thực ra trong cái việc, trong cái chuyến lần này thì cái chuyến công du lần này của Ngoại trưởng Đức đến Trung Quốc thì nó cũng chỉ là tái khẳng định cái quan điểm của các bên. Chứ nếu nó là một cái sự thay đổi thể hiện gì thì không có. Hôm 16 tháng 4, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị khi tiếp Ngoại trưởng Đức bà Baerbock thì đã nói là Trung Quốc từng ủng hộ nước Đức thống nhất, nên là ông hy vọng, tin tưởng rằng Đức cũng sẽ ủng hộ sự nghiệp thống nhất của Trung Quốc. Ông Minh Trí nhận định như thế nào về tuyên bố của ông Vương Nghị? Tuyên bố của ông Vương Nghị đi nữa hay là cái tuyên bố của ông Tần Cương Ngoại trưởng Trung Quốc đi nữa thì tất cả nó đều thống nhất trong cái quan điểm của Trung Quốc lâu nay. Vấn đề ở đây là có thể là họ tranh thủ thêm cái cách đó. Nhưng ở đây cũng sẽ cần thấy một sự khác biệt là cho đến bây giờ Mỹ và các nước châu Âu vẫn về cơ bản vẫn tuân thủ chính sách một Trung Quốc. Nhưng diễn giải chính sách một Trung Quốc đó như thế nào, theo cách hiểu nào lại là câu chuyện khác. Quay trở lại thì vấn đề ở đây nó cũng sẽ có một cái chuyện là châu Âu hay Mỹ chưa bao giờ nói rằng là không ủng hộ Trung Quốc thống nhất. Vấn đề họ nói là không được sử dụng vũ lực. Nhưng ngay trong cái sự mâu thuẫn, gọi là trong cái sự diễn giải này, bản chất nó là những cái mâu thuẫn mà không thể giải quyết được. Tại vì ai cũng hiểu rằng là nếu mà bằng biện pháp hòa bình thì rõ ràng thực sự rất khó có việc Đài Loan sẽ thống nhất với Trung Quốc. Nhưng các bên không đề cập, tức là vẫn nói rằng là tôn trọng cái chính sách một Trung Quốc. Họ không, và đâu đó họ cũng không thể hiện cái thái độ là muốn Đài Loan độc lập. Cũng không hề. Nhưng không được sử dụng vũ lực thì nó đưa Trung Quốc vào một cái tình thế là về mặt lý thuyết thì ông Vương Nghị có nói gì đi nữa thì bên kia nó cái kiểu như ủa đâu phải là Đức không ủng hộ Trung Quốc thống nhất, Đức chưa bao giờ nói không ủng hộ Trung Quốc thống nhất. Nhưng Đức, châu Âu hay phương Tây hay là Mỹ là muốn giữ sự ổn định ở eo biển Đài Loan, đảm bảo không xảy ra chiến tranh. Thì bản chất hai cái diễn giả nó là trở thành một cái bất đồng. Mặc dù về hình thức thì các bên không hề bất đồng với nhau. Tức là ok, các nước vẫn tôn trọng chính sách một Trung Quốc. Không chỉ bà Baerbock và trong các chuyến thăm gần đây, một số quan chức khác của châu Âu cũng đã đề cập tới vấn đề Đài Loan. Vậy thì theo ông Minh Trí thì liệu châu Âu có chung một tiếng nói về vấn đề này hay không? Thật sự mà nói thì về vấn đề Đài Loan là gần như châu Âu thể hiện một cái sự thống nhất khá rõ ràng. Tại vì trước tiên thì có lẽ không nước nào muốn, ở đây mình nhắc lại một lần nữa là phương Tây cho đến giờ này vẫn nói là tuân thủ cái chính sách một Trung Quốc, chứ họ không thay đổi ý kiến. Nhưng mà về cái việc vấn đề Đài Loan thì gần như các bên cũng đồng nhất cái việc là không muốn Trung Quốc sử dụng biện pháp quân sự để thống nhất Đài Loan. Bởi vì thật ra mà nó có rất nhiều yếu tố để lo ngại. Nếu một cái cuộc xung đột mà nổ ra ở eo biển Đài Loan thì nó ảnh hưởng tác động tới kinh tế thế giới rất ghê gớm. Liên quan tới chip bán dẫn, liên quan tới nguồn cung chip bán dẫn, liên quan tới cái sự an toàn của một cái tuyến hàng hải quan trọng cũng đi qua khu vực đó. Vâng, thưa quý vị, dù Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã dùng những lời có cánh cho Trung Quốc, còn bà Baerbock và Chủ tịch Ủy ban châu Ursula von der Leyen đưa ra tuyên bố thẳng thắn hơn, nhưng không ai trong số họ thực sự rời xa chiến lược chính thức đã vạch ra từ lâu. Trung Quốc có thể là đối thủ cạnh tranh có hệ thống với EU với những giá trị rất khác biệt, nhưng họ phải liên tục tham gia với tư cách là một đối tác trong các thách thức toàn cầu, bao gồm cả hòa bình
và an ninh. Khi thăm Trung Quốc, ông Macron nói, điều tệ nhất là nghĩ rằng người châu Âu phải đi theo và thích nghi với nhịp điệu của Mỹ và phản ứng thái quá của Trung Quốc. Chúng tôi không muốn đi vào logic đối đầu giữa các khối. Tuyên bố của ông Macron được đưa ra khi Trung Quốc đang tiến hành một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn kéo dài 3 ngày xung quanh Đài Loan mà Bắc Kinh coi là một phần lãnh thổ của mình. Trước phản ứng của dư luận, ngày 12 tháng 4, ông Macron cho biết ông chịu trách nhiệm về những bình luận của mình và rằng là đồng minh không có nghĩa là trở thành chư hầu của Mỹ. Ông Macron đồng thời nhấn mạnh rằng Pháp ủng hộ hiện trạng ở Đài Loan và ủng hộ việc giải quyết tình hình một cách hòa bình. Sau phát biểu của ông Macron, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã nỗ lực thể hiện sự thống nhất của EU trong chuyến thăm Trung Quốc. Bà Baerbock nói rằng phản ứng của ông Macron đối với những lời chỉ trích một lần nữa nhấn mạnh rằng các chính sách Trung Quốc của Pháp phản ánh trực tiếp các chính sách của EU đối với Trung Quốc. Về phần mình, đại diện cấp cao của EU về các vấn đề đối ngoại, Josep Borrell, cho rằng quyền tự chủ chiến lược chỉ đơn giản là sự khẳng định chủ quyền của châu Âu, hoàn toàn phù hợp với việc giảm thiểu rủi ro từ Trung Quốc. Chuyên gia Mihir Sharma, thành viên cấp cao tại tổ chức nghiên cứu Observer ở New Delhi, cho rằng thực tế, tất cả những chuyến thăm vừa qua của giới chức châu Âu không thực sự có ý nghĩa đột phá mà chúng là những bản nháp về thông điệp và có tính đến hai đối tượng rất cụ thể là Bắc Kinh và Washington. Theo ông Sharma, những thông điệp đó có thể bao gồm nhắc nhở nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình rằng những tuyên bố của Bắc Kinh về vai trò lãnh đạo toàn cầu dựa trên lời hứa về sự thịnh vượng chung, do đó sẽ bị chứng minh là vô nghĩa nếu chiến tranh nổ ra ở eo biển Đài Loan. Và sự hợp tác nhiệt tình của ông Macron với việc xây dựng hình ảnh của ông Tập Cận Bình là cách tương đối khiêm tốn để nhà lãnh đạo Trung Quốc thấy rằng vẫn còn lợi ích khi giữ quan hệ tốt với phương Tây. Về phần mình, Mỹ nên lưu ý các nhìn nhận của cả đồng minh và các nước trung lập ngày nay. Ông Sharma chỉ ra rằng việc ông Macron chỉ trích sự tách rời phần lớn là do các đồng minh của Mỹ ở cả châu Á và châu Âu lo ngại rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang thiết kế chính sách chuỗi cung ứng mang lại lợi thế cạnh tranh cho các công ty Mỹ. Vâng, thưa chuyên gia Minh Trí, có thể thấy là các chuyến thăm đã phát đi những thông điệp và cũng cho thấy là châu Âu và Trung Quốc vẫn cần nhau. Chắc chắn là có rất nhiều điều mà châu Âu muốn từ Trung Quốc. Vậy thì còn về phía Trung Quốc, họ muốn gì từ châu Âu thưa ông? Về bản chất thì châu Âu, thứ nhất châu Âu vẫn là một thị trường quan trọng của Trung Quốc cùng với thị trường Mỹ. Thật ra đó là một cái lợi ích kinh tế mà Trung Quốc vẫn cần lấy. Thứ nhì là thực ra mà nói trong cái quan hệ giữa châu Âu với Mỹ thì cái sự đồng thuận không phải hoàn toàn lúc nào nó cũng diễn ra. Và cái sự gọi là ngang bàn giữa các đối tác trong cái quan hệ với Mỹ cũng không hoàn toàn giống nhau. Ở đây nó bắt nguồn từ nhiều yếu tố, bao gồm cả yếu tố quan điểm chính trị cũng như yếu tố lịch sử. Ví dụ như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thì đâu đó ông này cũng có một cái quan điểm, một cái góc nhìn khá giống với tướng Charles de Gaulle ngày xưa. Là loại bỏ dần cái sự ảnh hưởng, cái sự chi phối của nước Mỹ ra khỏi cựu lục địa, tức là ra khỏi châu Âu, đưa nước Mỹ về bên kia Đại Tây Dương. Thì ở châu Âu vẫn có những quan điểm đó chứ không phải chỉ riêng gì Macron. Thì đó là những cái sẽ khiến cho cái mối quan hệ giữa Mỹ và châu Âu nó đôi khi nó sẽ gặp những cái trúc trắc. Mà nội trong vấn đề giữa Pháp với Mỹ thì chúng ta đã thấy vào năm 2021, tháng 9 2021, khi mà Mỹ, Anh, Úc tuyên bố thành lập cái liên minh, không phải liên minh mà thành lập một cái thỏa thuận AUKUS. Trong cái thỏa thuận hợp tác AUKUS đó thì có bao gồm việc là Mỹ và Anh sẽ hỗ trợ, sẽ cung cấp công nghệ để cho Úc sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Và cái việc đó đã dẫn tới việc Úc hủy một cái đơn hàng 6 chiếc tàu ngầm của Pháp, gây nên một cái cơn sóng gió. Và gần như là theo thời điểm giai đoạn đó thì Pháp không được biết, được gọi là trao đổi cái thông tin đó từ sớm. Nó đã gây ra những cái căng thẳng nhất định. Thì trong một cái bối cảnh mà nó có thể có những bất đồng, có những xung đột, thì Trung Quốc có thể tận dụng châu Âu, mà nếu làm khéo thì họ có thể khoác vào những cái bất đồng đó. Thì cái sự liên kết của Mỹ với những đồng minh phương Tây, những cái đồng minh thân cận có thể bị ảnh hưởng nhất định. Thì cái việc đó nó cũng là một cái giá trị mà châu Âu có thể đem tới cho Trung Quốc. Trung Quốc cần ở châu Âu trong một cái bối cảnh mà Mỹ và Trung Quốc có một cái sự cạnh tranh quyết liệt trên trường chính trị thế giới. Và rõ ràng rằng trong cái cuộc xung đột ở Ukraine, cái việc Nga phát động một cái chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine vô tình đã gắn kết châu Âu và Mỹ hơn, thì
thời điểm hiện nay khi mà có những cái bắt đầu cũng có những cái bất đồng thì Trung Quốc vẫn có thể khai thác những cái bất đồng đó để giảm đi cái sức cạnh tranh của Mỹ, cái ảnh hưởng của Mỹ đối với thế giới. Vậy thì theo ông, trong cái mối quan hệ này thì ai sẽ là người cần đối phương hơn? Châu Âu cần Trung Quốc hay ngược lại? Thật ra có vẻ khó để nói cái việc là ai cần đối phương, ai cần ai hơn. Tại vì nó cũng có một cái câu chuyện như thế này là cả hai bên đều là những cái đối tác thương mại lớn với nhau. Nhưng cả hai bên đều nhìn thấy có một cái sự cạnh tranh quan trọng, một cái sự cạnh tranh cũng khá là sống còn với nhau đấy trong cái cuộc cờ này. Thì tất nhiên châu Âu thì có lẽ là họ sẽ không có hướng đến một cái mà họ đóng một cái vai trò gọi là thống lĩnh thế giới vượt qua Mỹ hay Trung Quốc đâu. Nhưng mà họ vẫn muốn họ là một cái bên quan trọng, một cái bên có tiếng nói lớn, một cái bên quyết định được nhiều vấn đề lớn hệ trọng trên thế giới. Thì chính vì vậy họ vẫn cần Trung Quốc. Trung Quốc thì cũng không muốn là mình có quá nhiều đối thủ, thì cũng sẽ cân bằng hơn trong cái quan hệ lợi ích với trong cái vấn đề quan hệ với châu Âu. Nhưng mà chính vì vậy thì cũng rất khó để trả lời rằng bên nào cần hơn, bên nào cần nhau hơn. Tại vì cả hai bên đều có cần duy trì cái quan hệ này nó ổn định ở một cái mức độ nào đó. Chứ tránh làm cho nó căng thẳng thì có thể tạo ra những cái tính toán sai lầm, tạo ra những cái thiệt hại cho cả hai bên. Vâng, còn một câu hỏi cuối xin được dành cho chuyên gia Minh Trí trong ngày hôm nay. Khi quan sát các chuyến thăm Trung Quốc của giới chức châu Âu vừa qua, một số chuyên gia phân tích cho rằng dù có những cách thể hiện khác nhau nhưng không quan chức nào thực sự rời xa chiến lược đối với Trung Quốc mà châu Âu đã vạch ra từ lâu. Cụ thể thì chiến lược đó là gì? Và theo Minh Trí, chiến lược đó có thể đưa quan hệ hai bên tiến xa tới đâu ạ? Thì thật ra là cái đó là cái vấn đề mà chúng ta nói từ đầu buổi đến nay là châu Âu vẫn có một cái sự thống nhất nhất định về cái việc cái chính sách đối với Trung Quốc. Và rõ ràng là khi mà EU đưa ra, cái Ủy ban châu Âu đưa ra cái chiến lược về Ấn Độ Dương Thái Bình Dương là thể hiện một cái thông điệp về một cái sự cạnh tranh với Trung Quốc rất rõ ràng, chứ không phải là một cái câu chuyện là gọi là chỉ có quan hệ thương mại với nhau. Và xét cho cùng ở đây thì châu Âu cũng có những cái lo ngại khi sự trỗi dậy của Trung Quốc. Tại vì vấn đề là ví dụ như về mặt quân sự, Trung Quốc vừa rồi đang thử nghiệm làm di chuyển trên cái tuyến đường lên Bắc Băng Dương, thì vô tình là họ đã có đến hai cái đường đi để mà về mặt quân sự có thể đe dọa châu Âu. Một cái đường theo đường truyền thống đi qua Ấn Độ Dương, một cái đường đi theo Bắc Băng Dương. Thì sự trỗi dậy của Trung Quốc tạo ra một cái áp lực lớn hơn của châu Âu, cho châu Âu, và cái vị thế của châu Âu có thể sẽ bị giảm đi. Chính vì vậy, cái đây sẽ là một cái câu chuyện lợi ích, và nó sẽ tiếp tục cái vấn đề này. Hai bên sẽ cố gắng vừa có một cái sự cạnh tranh mà vừa có tìm một cái cân bằng để những cái vấn đề bất ổn, những cái cạnh tranh nó không đi tới thành những cái căng thẳng quá lớn mà hai bên có thể đều lãnh hậu quả nếu như cái căng thẳng đó nó bùng phát, cụ thể là hậu quả về mặt thương mại, kinh tế. Và rõ ràng là châu Âu cũng đã nỗ lực để không bị lép vế về mặt vị thế, ví dụ như thực hiện những cái chương trình về hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng ở các nước, đặc biệt là châu Phi. Hai bên đã rõ ràng là đang cạnh tranh. Thành ra là nó vui thì có thể nó như là câu chuyện là vừa đánh vừa đàm, cạnh tranh, nhưng vẫn phải tìm cách nói chuyện với nhau. Nó sẽ giữ cái quan hệ của hai bên trong một cái cung bậc như vậy. Xin chân thành cảm ơn những phân tích cũng như là những bình luận rất sâu sắc của chuyên gia Minh Trí. Thưa vị khách mời, thưa quý vị khán giả, nhiều vị khách cấp cao từ châu Âu đã đến Bắc Kinh trong tháng này, sau Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Ủy ban châu Ursula von der Leyen. Có người đã chia những cái bắt tay thân thiện, có người đã dùng những lời có cánh, và có người thì khẳng khái và thẳng thắn, nhưng tất cả đều muốn kéo Bắc Kinh về phía châu Âu. Họ cũng đã truyền đi những thông điệp về an ninh, về quyền tự chủ chiến lược và những điều khác. Nhưng những nơi nhận xử lý thông điệp đó như thế nào thì cần thời gian mới có câu trả lời. Chúng tôi sẽ cập nhật cùng quý khán giả trong các bản tin hàng ngày. Xin mời quý vị cùng đón xem. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.